4 sự thật giúp phụ nữ sống khôn hơn. Quý vị thân mến, theo bạn, phụ nữ hiền lành và phụ nữ thông minh, ai sẽ sống tốt hơn? Phụ nữ hiền lành rất được yêu thích, nhưng phụ nữ thông minh lại là điều kiện giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội, dễ dàng vượt qua những thị phi trong cuộc sống. Phụ nữ trên thế giới này luôn luôn theo đuổi một mục tiêu là làm cho chính mình được hạnh phúc và bình yên. Tuy nhiên, câu trả lời có phải lúc nào cũng đạt được hai điều ấy không? Có người tìm được hạnh phúc nhưng mà không bình yên, có người không thấy hạnh phúc và tất nhiên cũng chẳng có bình yên. Cũng có những người tìm thấy được bình yên và hạnh phúc trọn vẹn. Đức Phật đã dạy rằng, bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó ở bên ngoài. Phụ nữ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cái gọi là bình yên cho đến khi họ nhận được 4 bài học quý giá ngay sau đây. 4 sự thật phụ nữ phải biết để hạnh phúc hơn. Sự thật thứ nhất, người nghèo thì chớ lui tới nhà họ hàng giàu có khinh người. Cổ nhân dạy thế này, biết được ai là hoa trên lụa, ai là than trong tuyết. Bởi thế, chỉ khi nghèo khó, bạn mới hiểu được lòng người. Nhưng mà tất nhiên, không phải lúc nào nghèo khó cũng không nhận được sự giúp đỡ từ người thân đâu. Thế nhưng cũng có không ít người viện vào cái cớ, cái việc bạn nghèo khó, không những không giúp đỡ mà tỏ ra coi thường. Muốn nhận được sự tôn trọng, muốn giữ được lòng tự tôn của mình thì chỉ có một cách duy nhất là dựa vào bản thân mình thôi. Đấy chính là hiện thực của xã hội mà mình cần phải chấp nhận. Anh em ruột thịt thì sẽ có những lúc đồng tình, gần gũi, gắn bó với nhau, nhưng không phải lúc nào bạn gặp khó khăn cũng có thể nhờ cậy họ. Đến khi khó khăn bạn mới hiểu rằng không chỉ bạn bè, đồng nghiệp mà đến cả người thân cũng sẵn sàng rời xa ta. Đến cả lời nói cũng xa cách, ánh mắt cũng thay đổi, lạnh nhạt đến khó tin, chứ huống hồ là lòng người. Đấy là lý do hãy thôi mong chờ vào người khác, chuyển trạng thái dựa vào thực lực của chính mình để có thể vực dậy. Đời người vì thành tựu của bản thân đạt được bao nhiêu mà sẽ được xem trọng hay bị coi thường. Thành tựu của mình có cả bao nhiêu, nhưng nếu người khác không thích cũng sẽ bị coi thường thôi. Đạo đức không cao thì mới bị bắt nạt, tình cảm không thành thật thì mới bị cười chê. Vốn dĩ đời người không có ai là hoàn mỹ cả, và đó là hành trình tu luyện. Việc bạn làm chỉ cần là thật sự tìm niềm vui trong công việc, hoàn thiện nhân phẩm, sống thành thật rồi. Thế giới này không có ai hoàn hảo, quan trọng nhất hãy sống sao để người khác tôn trọng mình. Cuối cùng, hy vọng rằng mỗi người phụ nữ sẽ tìm được mục đích sống đích thực của bản thân, không bị che mờ đôi mắt bởi những cám dỗ ngoài kia nhé. Sự thật thứ hai, không có quả dưa nào tròn và cũng chẳng có người nào hoàn hảo tròn như quả dưa cả. Cuộc sống của chúng ta mỗi người được ví như quả dưa. Trên đời này chẳng có quả dưa nào tròn mùng mùng cả. Cũng giống như con người chúng ta, chẳng ai hoàn hảo 10 phân vẹn 10. Mỗi người chúng ta là một sợi dây liên kết với nhau bằng cách bù đắp cho nhau những thiếu sót, những khiếm khuyết ở trên quả dưa ấy. Vì thế, khi bạn làm việc gì cũng cần phải linh hoạt, đừng cố chấp theo đuổi sự hoàn mỹ. Nếu không, lợi bất cập hại. Nói đến phụ nữ thì rõ ràng phụ nữ thường có cái tham vọng muốn đạt được những lợi ích tuyệt đối. Rồi đến sau này mới nhận ra mọi thứ tồn tại trên đời này chỉ là tiểu thuyết tương đối mà thôi. Đã giàu thì muốn mình giàu hơn, của cải vật chất tham lam, giàu hơn người, xinh đẹp giỏi giang thì ham muốn bản thân mình trở thành một danh gia vọng tộc. Tham vọng quá lớn khiến con người ta cứ phải gồng mình lên để tìm kiếm sự hoàn hảo, sự tuyệt đối trong cuộc sống này. Chỉ cần thua kém một chút, thiệt thòi một chút thôi đã cảm thấy khó chịu và tức tối lắm. Tham, sân, si, tâm độc thì đời không bao giờ hết khổ được. Và chính vì ham muốn xuất phát từ lòng tham, từ ý muốn cá nhân nên con người mới cảm thấy không hạnh phúc. Chỉ có cách thoải mái chấp nhận và trân trọng những thứ mình đang có mới gọi là hạnh phúc. Cuộc sống không thoải mái thì hạnh phúc ở đâu ra? Ta nhớ có một điểm đen trên một tờ giấy trắng
thì mọi người sẽ đều tập trung nhìn vào điểm đen này, nhưng mà ít người nhìn vào phần trắng lắm. Rõ ràng là màu trắng chiếm đại đa số cơ mà, tại sao mọi người chỉ quan tâm đến những chấm đen? Câu trả lời là do chúng ta luôn quá quan tâm đến sự không hoàn hảo. Chỉ khi bạn nhận thức rằng con người không phải là bậc thánh hiền, cho nên cũng cần phải có những lúc thất bại và phạm phải lỗi lầm, thì khi đó chúng ta mới có cuộc sống bình yên như ý muốn được. Sự thật thứ ba, trời không tự nói mình là cao nhất, đất cũng chẳng bao giờ than mình là dày. Câu nói này hay bởi cổ nhân khuyên, phụ nữ nên là người khiêm tốn, ngay cả khi bản thân có những cái tuyệt phẩm, kỹ năng hơn người. Giỏi giang đến mấy thì vẫn nên làm mọi việc với tâm thế của một kẻ đang học hỏi từ những người giỏi xung quanh mình. Nếu chỉ mới đạt được một ít thành tựu nhỏ mà đã tự đắc, tự cao, khoe khoang thì rất dễ bị người khác coi thường. Chuyện kể thế này, có một thiều phu và một học giả ngồi trên cùng một chiếc thuyền để đi qua một dòng sông. Học giả thì khoe mãi, không có cái gì là không biết, mà chấp người thiều phu đố mình bất cứ thứ gì, hứa cho người thiều phu 10 đồng và ngược lại. Nhưng mà vị thiều phu chỉ cần mất 5 đồng nếu mà thua thôi. Thiều phu chấp nhận và đố học giả, vật gì dưới sông nặng 1000 cân, nhưng mà lên bờ chỉ còn có 10 cân thôi. Học giả suy nghĩ mãi, vắt óc nhớ lại những cuốn sách mà mình đã từng đọc, nhưng cuối cùng cũng đành phải chịu thua, đưa 10 đồng cho gã tiểu phu kia. Sau đó ông hỏi người tiểu phu câu trả lời, nhưng ngạc nhiên thay, người tiểu phu trả lời ông học giả rằng tôi cũng chả biết. Ông học giả vô cùng sửng sốt, chợt nhận ra một bài học mà người tiểu phu dạy với học phí là 5 đồng. Từ đó ông không hề tự cao tự đại nữa. Nói đến đây, trong xã hội này, nhiều người tỏ vẻ thông minh hơn người. Tuy nhiên họ quên mất rằng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhiều lúc sẽ phải trả giá cho sự tự tin thái quá của mình. Người khôn ngoan thực sự luôn biết khiêm nhường, thay vì nói thì thể hiện bằng hành động. Họ xem lời nói quý như vàng, nên mỗi lời nói ra được người đời tôn trọng. Mà đã là vàng thì rất lấp lánh, nên bạn không cần phải vội vàng thể hiện mình. Giá vàng càng ngày càng cao, chứ có bao giờ tụt đáy đâu. Ngược lại, người nào càng khoe khoang, khoác lác, càng khiến mình trở nên xấu xí trong mắt người khác, và thậm chí sẽ bị trộm cắp bất cứ lúc nào. Sự thật thứ tư, không điếc, không mù, khó lòng dùng người. Câu nói nổi tiếng của người xưa, có một số điều không phải cứ dựa theo quy định mà thực hiện. Muốn làm quan cao chức lớn, đôi khi phải giả câm, giả điếc, giả mù coi như chẳng biết gì. Vì muốn dùng người tài thì phải biết khoan dung với khuyết điểm của người ấy. Nhưng mà có không ít phụ nữ tỏ ra cái gì mình cũng biết, soi mói, phán xét người khác đủ điều. Thật ra ở đời không phải lúc nào cũng nhất thiết đặt nặng vấn đề mình đang làm, nếu không sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kết quả cuối cùng cũng chẳng thể như ý. Vì vậy, để giải quyết êm xuôi một số việc nên học cách phớt lờ những điều không xứng đáng. Học cách bao dung với người khác, bao dung với chính mình. Điểm đến cuối cùng của mỗi người không phải là vì tiền, danh vọng mà là hạnh phúc đấy. Dù mỗi người ai cũng xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ, nhưng không phải ai cũng sở hữu điều ấy. Có những người đang chìm đắm trong nỗi thất vọng về tương lai, đau khổ về tình cảm, bơ vơ trong cuộc sống. Họ đều rất đáng thương. Chỉ khi đứng ở vị trí ấy, bạn mới hiểu rõ được hạnh phúc tưởng chừng như ước muốn đơn giản, nhưng đôi khi lại là thứ khó sở hữu nhất trên đời. Có một câu nói rất hay, kẻ không biết yêu quý bản thân mình thì không xứng đáng có được tình yêu. Vì thế, để trở nên hạnh phúc, chẳng còn cách nào khác ngoài yêu chính mình và học cách phớt lờ đi những điều không cần thiết. Nói tóm lại, đừng quá quan tâm đến đánh giá của người khác. Hãy tạm quên đi những chuyện không vui trong quá khứ. Không phải khi bạn trở nên giàu có hay thành công viên mãn mới trở thành hạnh phúc đâu. Quan trọng là phải cảm thấy hài lòng về bản thân và bỏ qua tiểu tiết để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Quý vị thân mến, không ít phụ nữ thường bối rối trước vẻ bề ngoài. Họ mắc kẹt trong thành công hay thất bại. Họ bị ám ảnh bởi danh vọng, tài sản
hoặc bị chìm đắm vào những nỗi đau mất mát. Chỉ bằng cách trải nghiệm những cung bậc cảm xúc ấy, những cái trạng thái khác biệt sẽ giúp họ hiểu rõ bản thân hơn và phá bỏ những ảo tưởng ở bên ngoài và đồng thời nâng cao cái cảnh giới ở bên trong. Thế mới nói, người càng trải đời thì càng đạt tới một cảnh giới tâm trí cao hơn và từ đó góp phần thay đổi số mệnh cuộc đời. Cuộc sống là một quá trình trải nghiệm, người trải nghiệm càng nhiều thì càng tỉnh táo, khôn ngoan hơn. Với những người bước qua ngưỡng cửa trung niên sau 50 tuổi, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, họ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng. Cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy thì 3 trạng thái đó là gì? Chúng ta hãy cùng lắng nghe và tiếp nhận nhé! Thứ nhất, hiểu bản thân, nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi. Người thấu hiểu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những người thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình, qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Vương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán, Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Vương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh. Nhìn lại bản thân mình, ông mới nhận ra khi tập luyện, bản thân ông luôn nóng lòng muốn được thành công nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Vương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ. Ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ chứ không còn vội vàng, bất an như trước. Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng cũng đạt thành tựu ghi danh sử sách. Nhưng mà thực ra, người thấu hiểu điểm yếu của mình lại là người khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những người thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình, qua đó thể hiện, phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dà đạt đến một cảnh giới tầm cao mới. Hãy học cách nhìn thấu bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua của chính mình. Thứ hai, hiểu thế giới thuận theo tự nhiên chính là đạo lý. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên, cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Tăng Quốc Phiên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan. Ông cũng từng có thời tự cao tự đại, đấu đá lung tung vì cho rằng mình giỏi. Khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người. Đến nỗi khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều thà trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi. Không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận, bị của trách nặng nề. Sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý. Chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên sao động. Chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa quay trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử chừng mực, biết trước, biết sau, nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn. Tập trung lo về hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo toan cho tương lai, không tiếc nuối quá khứ là cách sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống này không thể đoán định được, chỉ khi chúng ta thấu hiểu đạo lý ấy, giữ vững được sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch được thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng xấu bởi tiểu nhân. Thứ ba, hiểu nhân sinh, lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng. Người phụ nữ khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương. Họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai.
đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Khi đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng. Mọi người sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình. Một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì. Đến khi tên trộm chán nản quay ra, đang lúc hoảng hốt vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói: "Đường xá xa xôi, vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi không nỡ để anh tay không đi về." Trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm. Nói rồi vị thiền sư cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm. Đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy, thương cảm mà nói rằng: "Thật đáng thương, nếu có thể, tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường xuống núi." Vài hôm sau, khi thiền sư thức giấc và ra cửa, nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa. Ông giật mình, sau đó vui vẻ nói: "Tốt quá, vậy là anh đã có được cả vầng trăng sáng rồi." Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu. Bạn hiểu nhân sinh thì nhân sinh hiểu bạn. Bạn lý giải cho người khác thì người khác cũng sẽ khoan dung với chúng ta. Lần lượt đi qua 3 giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới tới hiểu lòng người khác, bạn đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình.